3 tháng 4 tại thành phố Điện Biên Phủ đã diễn ra lễ khai mạc giải đua xe đạp cúp truyền hình thành phố Hồ Chí Minh năm 2024. Đây là hoạt động hướng đến kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ. Khác với các giải đua những năm trước đây thường xuất phát từ Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, sau đó kết thúc tại thành phố Điện Biên Phủ. Giải đua cúp truyền hình thành phố Hồ Chí Minh năm nay lại xuất phát tại thành phố Điện Biên Phủ. Sau chặng đua đầu tiên tại thành phố Điện Biên Phủ, các vận động viên sẽ đua dọc theo các tỉnh thành và kết thúc tại thành phố Hồ Chí Minh vào dịp 30 tháng 4, kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Cảm ơn thầy cô rồi.